Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận giao cho Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm chủ đầu tư dự án lắp 34 cổng thu phí ô tô vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương thu phí ô tô vào trung tâm được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong tổ chức nghiên cứu đầu tư từ năm 2009. Theo đó, địa điểm thu phí bao gồm các quận 1, 3 và giáp ranh với quận 5, 10. Phạm vi các tuyến đường dự kiến tổ chức thu phí bao gồm từ đường Hoàng Sa dọc theo kênh Nhiều Lộc, Thị Nghè, Nguyễn Phúc Nguyên giao với cách mạng tháng 8, đường 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và Tôn Đức Thắng. Các tuyến đường này tạo thành vành đai khép kính có 34 cổng thu phí đa làng không dừng và một trung tâm điều hành, dự kiến triển khai dự án này giai đoạn 2019-2021 bằng ngân sách. Nghiên cứu gần đây đưa ra mức thu phí dự kiến từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một lượt, tùy loại xe, chỉ thu chiều xe vào không thu chiều xe ra. Tuy nhiên có nhiều ý kiến trái ngược nhau và đến nay dự án này chưa triển khai được.